Kỷ vật của Diệu Nhi bị tất cả khách mời lãng quên trong đám cưới. Mới đây, Diệu Nhi tiếp tục chia sẻ một vlog ngắn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới ở Phan Thiết. Trong clip có phân cảnh cặp đôi trưng bày một chiếc xe máy ở khu vực khách mời check-in. Đây chính là chiếc xe cả hai dùng để chở nhau đi đăng ký kết hôn 3 năm trước. Để khách mời đu trend một cách trọn vẹn, Diệu Nhi còn vắt sẵn chiếc áo chống nắng năm nào lên chiếc xe. Cùng với đó là một tờ giấy đăng ký kết hôn tượng trưng. Tuy nhiên, sự tận tâm của cô dâu chú rể không được các khách mời nhìn ra trọn vẹn. Họ chỉ chụp với chiếc xe và tờ giấy đăng ký kết hôn, không ai ngó ngàng đến chiếc áo chống nắng. Diệu Nhi, anh Tú tổ chức đám cưới vào ngày 10 tháng 10 tại Phan Thiết. Đây là cái kết đẹp cho cặp đôi sau 7 năm gắn. Vừa mới cưới Diệu Nhi, anh Tú bị phát hiện từng mong có 10 đứa con. Kể từ khi chính thức nên duyên vợ chồng, anh Tú Diệu Nhi vô cùng thoải mái trong việc khẳng định chủ quyền và thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Màn tương tác đầy ngọt ngào từ phía cặp đôi ở trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Trước đó, trong khoảng thời gian gần một thập kỷ bên nhau, cả hai đều khá hạn chế nhắc đến nhau vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp đối phương. Mới đây, đoạn video anh Tú ngầm tỏ tình với Diệu Nhi cách đây 2 năm bất ngờ được cư dân mạng đào lại. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước ước muốn thầm kín của anh chàng ở trong tương lai khi trở thành chồng Diệu Nhi. Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải khoảnh khắc vừa suy nghĩ vừa hát khi chơi đàn piano. Sau khi thể hiện những tình cảm cùng nỗi nhớ dành cho người ấy, anh Tú đã bày tỏ mong muốn có 10 đứa con. Tôi yêu em, tôi nhớ em. Rồi 4 năm, hai mình có con. Anh muốn 10 năm, ta có 10 con. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều tỏ ra thích thú vì lời thú thật của anh Tú. Tuy nhiên, đồng thời không ít người bày tỏ sự quan ngại cho Diệu Nhi. Tại đám cưới, anh Tú từng gây sốt cõi mạng khi nói về lời thề nguyền với Diệu Nhi. Anh muốn nói rằng 7 năm nay anh yêu em, anh chưa từng hứa với em điều gì. Ngày hôm nay anh rất vui vì đã tổ chức lễ cưới như mong đợi. Mong hôm nay và mãi sau này chúng ta luôn ở bên nhau.